Sao vậy? Sao nằm một mình vậy? Hả? Cha đi về trễ cho không tổ chức trung thu cho buồn hả? Hả? Hôm qua ba Minh tổ chức rồi mà. Cái cưng. Coi kìa. Đó, coi giận nè. Đó, giận lẫy lên bà con của bác. Giận lẫy nó đạp đồ vậy đó. Đó, đó, coi kìa. Thôi kìa. Con gái kìa. Sao vậy? Sao buồn vậy? Ê cô bé ơi. Sao buồn vậy? Thôi giận không nói chuyện luôn rồi bà con cô bác ơi. Trời ơi giờ sao vậy ta? Giờ sao mình nó giận luôn rồi. Rồi không thấy mặt luôn rồi. Che lại luôn rồi. Giờ sao cà? Giờ sao cà? Không mất tiêu rồi. Hỏi cha đi nha. Nè. Sao vậy? Sao vậy? Trời ơi, nay cái cưng giận rồi. Không quay clip được luôn bà con của bác ơi. Không quay clip được luôn rồi. Giận dữ lắm. Tại hôm nay bà con của bác clip là ngày gì không? Hôm nay là ngày trung thu. Mà con vừa thì đi làm về trễ. Đó. Nên trà sữa giận rồi. Trà sữa đợi cha về tổ chức trung thu. Mà cha không tổ chức. Giờ trà sữa giận rồi biết làm sao bây giờ. Không nói chuyện là một lời nào luôn rồi. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên mà trà sữa giận dai như thế này bà con cô bác. Bây giờ là gần 9 giờ rồi. Hồi nãy Phương vừa là về. Về là 8 giờ. Nãy giờ một tiếng để nói chuyện năn nỉ mà cũng không hết giận. Đó bây giờ không nói một lời nào hết trơn. Rồi đây có thể là cái clip duy nhất của sữa từ trước giờ là không nói một lời nào nha bà con cô bác. Vậy là Phương vừa phải nói hết hả? Nhưng mà Phương vừa nói thì bà con cô bác cũng đâu có xem đâu. Tại vì bà con cô bác kênh của sữa mà. Kênh của trà sữa, kênh của Phương vừa con thì bà con cô bác muốn nghe trà sữa nói chuyện. Trời ơi, để cha hát cho con nghe nha. Con cá vàng bơi, rồi con cá vàng bơi. Con ốc nằm trong, rồi con ốc nằm trong. Con tôm búng mình là con tôm búng mình. Con cua bò ngang là con cua bò ngang. Ai không bò em ngang là con... Em dùng bữa này. Cái gì? Em dùng bữa này xanh. À, con là... gà đánh đánh tân. Có gì nữa? Bèo em đánh tượng. Cho bạn đang ngập tay cô. Cô tui tui. Hay quá, này có bạn nào nữa con? Có bài nào nữa? Bài gì nữa? Con hỏ. Trò sáng rồi, thỏ dậy thỏ đánh răng. Sạch đều. Em cả chân ngủ. Chưa hèn ngủ. Con cá dậy vui. Con cá dậy vui. Con cá dậy vui. Con cá dậy vui. Con gấp cá dài mưa là con mẹ mưa. Ồ. Dạ đây bên nhau ta nơi lại bằng ngờ. Hồi chiều nông mưa thì mau bằng niềm. Phải nắng con đường xưa nhưng chiều hẹn nhau mưa đổ xuống ngước lăn vai em anh thấy lòng mình xót xa. Rồi bài gì nữa? Trách ai vô tình? Đạo tầng ơi đâu gì cũng xa đâu giờ dù bao tất chỗ sân đi cũng xa đâu giờ. Chiều tầng sữa, dù sao đi nữa, lúc này đâu mùi, ai lắm con tầng, đã hai cậu, chắc cài quần tầng bao ngoài, đã yêu riêng mùi, yêu thương mùi.
Gì nữa? Ông ở Cà Mau. Ông ở Cà Mau lắm. Con cuốn tinh đẹp. Cà Mau lâu. Chè Cà Mau hay thương cho mình. Buồn vậy không? Buồn vậy không? Ta nuôi dạy. Ta nuôi dạy. Bảo tâm ơi dâu gì cũng xa dâu dần đồ bao tất cả sơn dần cũng xa dâu dần đồ sao đi lơ cũng là nhân mùi ai tâm con tin bảo tâm ơi dâu gì cũng xa dâu dần đồ bao tất cả sơn dần xa dâu dần kiều tâm vừa dịp xa đi lá cũng là dâm môi ai tâm con tên đại hàng kẹo chắc ai vươn tặng bao ngày đi môi lưỡi hương ta con qua mở hết tới đây tôi tình hả con bay gì nữa con Mia con Mia hả ôi ôi tưởng đâu là giận cha không nói chuyện luôn đi chứ không ai là mình cũng biết cách chọc ngứa gọi là chị Mia hả ôi Mia ngon không có mời ông bà cô chú ăn không nè mời ông bà cô chú đi theo ông bà cô chú đi theo con ăn Mia đây đâu Mia đâu tưởng nó giận rồi chứ rồi con ăn đi wow hết sảy con bà bảy luôn nha xin mời ông bà cô chú nha hết sảy con bà bảy luôn ngon quá ngon luôn lấy mời ngoại cái ơi ngoại này vào ngoài chưa ăn kìa rồi mời ba Minh một cái nè mời ba Minh một cái ba Minh cảm ơn hôm nay là kênh của Minh lên được hơn 1000 sập này 2000 sập qua kéo cái clip lên này cũng nhờ khán giả rồi bà ngoại rồi bà ngoại ngoại ơi ngoại ơi con thương ngoại nhất trên đời con cho ngoại bán con ngoại cho ngoại bán bánh pizza da. Ông ngoại đâu ngoại ra ngoài quý rồi vậy hả ngon không cái ơi ngon không cái đừng có giận cha nữa nha cha đi làm cho mua bánh pizza cho gái ăn á hả mẹ la con á sao mẹ la sao vậy nói cha nghe coi tại sao mẹ la con gái hả hỏi em nó ăn không ấy dơ dục nha dục ngoài sọt rác vô vô ngoài rồi trời rồi sao mẹ la con dạ nói cho nghe coi hả rồi ăn xong không nói chuyện luôn hả gái ơi mẹ la con mẹ la con khóc hoài luôn hả sao mẹ la con vậy mẹ la sao la nói cho nghe coi trời đất ơi tôi đi làm rồi ở nhà la con gái chui khóc luôn trời gái gụ tôi mà sao vậy sao la cái gũ tôi vậy ăn con để gớt á ngon không con mời ông bà cô chú ăn đi con ngon ngon sao ngon tuyệt vời đâu giới thiệu ông bà cô chú ơi nó bánh pizza ngon tuyệt vời không hả bánh pizza ngon tuyệt vời không rồi một xíu cho lụm lên đừng có lụm gớt đừng có chà con ăn đi rớt tùm lum ra bắn mì ra nãy giờ giận vừa nằm giỏng mình
về không cho đụng tới luôn bà con cô bác. Nói là cha về trễ, hôm nay là con chờ cha về tổ chức trung thu mà cha không về nên giận, giận là đúng rồi phải không bà con chú? Thôi cha xin lỗi ha, hôm mai cha đi về sớm cho tổ chức trung thu được không? Được. Rồi té nhiều khi nghĩ mình cũng tệ, lo công việc không à, đúng không? Tôm. Ừ. Tôm. Tôm hả? Ừ. Con mời ông bà cô chú ăn đi. Ông bà cô chú ăn với con. Tay dơ rồi. Sao vậy? Sao tay dơ rồi? Ăn rồi. Sao không được? Ông bà cô chú ăn pizza không? Ăn với con. Tôm. Bữa nay cha ăn tôm hả? Bữa nay trà sữa cũng khỏe khỏe rồi mà cô chú. Sáng nay đi học thì không có khóc. Sáng nay con vừa tính quay clip trà sữa đi học mà con vừa phải bận đưa bà xã đi làm gấp. Bà xã phải xuống đưa hai đứa nhỏ xuống 7 giờ. 7 giờ hơn. Phải chạy vô trường học của bà xã khoảng 20 phút, 25 phút tranh thủ chạy. Chứ thôi đi dạy phải có mặt trước 7 giờ rưỡi. Lúc nào cũng chạy như dịch. Chạy sữa quá. Ừ. Con tên gì? Ngọc Diệp. Con tên Ngọc Diệp, con nhà tên gì? Ừ? Amelia. Amelia hả? Ai dạy con, trong lớp ai dạy con? Hả? Cô gì? Cô Thu. Cô Thu với cô gì nữa nè? Cô Sang. Cô Sang rồi cô gì nữa nè? Có hai cô hả? Có bạn nào? Để chơi ăn cho đừng bỏ. Trời ơi, không biết ăn. Có bạn nào? Ở lớp con có bạn gì? Bạn nào hay khóc? Bạn nào hay khóc nhà nè? Bạn Xuân. Bạn Xuân rồi bạn gì nữa? Bạn Xuân ơi, bạn Xuân hay khóc nhà hả? Trà sữa nói bạn Xuân khóc nhà nè. Bạn Xuân có coi clip này thì bạn Xuân nhớ bạn Xuân không được có khóc nhà nữa nha. Rồi, hỏi cô ăn pizza không? Hỏi cô Sang với cô Thu ăn pizza không? Giờ con đi đâu? Con đi chơi hả? Mang dép vô. Lại mang dép vô đi chơi. Rồi chào ông bà cô chú luôn. Để qua chơi mấy anh chị. Rồi qua anh kia tới thui rồi không thấy đường quay. Thôi chào tạm biệt bà cô chú nè. Chào. Good night. Đúng rồi, đóng cửa lại. Đúng rồi, sửa lúc nào cũng thường sửa nó đó đó. Nào cũng năng nắp gọn gàng. Rồi chào nè, bye bye. Dạ, hẹn gặp lại với ông bà cô chú trong một video tiếp theo. Giờ đi qua kia tới thui à, không thấy đường để quay nữa. Mày mấy con nhỏ đang chơi ở bệnh rất là vui, giờ trà sữa qua chơi với mấy anh chị nha quý vị khán giả. Dạ vậy là em hết giận mình rồi đó, là mình vô mình dụ một xíu nữa là hết giận. Chiều nãy về giận không nói chuyện buồn ghê.